Đây ngọt bán bao nhiêu? 37 anh ạ. 37 à? Mượt phiếu cái nào? 37 à? 37k vải kiều lục nhạn các bạn, vải muộn nhé. Bỏ ra tí nữa 37 rồi nhỉ. 37k này. Hàng xấu nhất là 37k đấy các bạn. Ui dồi. Rồi, xin chào chị bà con các bác nha. Dạ vâng, em kênh Thương hiệu Lục Ngạn TV xin chào tới tất cả các bác đang xem kênh nhé. Và chúc các bác một tháng mới này lúc nào cũng may mắn và hạnh phúc nhé. Dạ vâng, hôm nay em sẽ tiếp tục làm video báo giá cụ thể cho các bác ở khu trung tâm phố biển xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhé. Dạ vâng, thời điểm em quay video đang là 5 giờ 58 phút thứ 6 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của dương lịch các bác nhá. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là thứ 6 ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024 của âm lịch các bạn. Thì em mời các bác đi tham khảo một vòng chợ đã nhé. Thì em sẽ quay cái vải giá vải của Thanh Hà và vải thiều Lục Ngạn, vải chính vụ ấy. Xem này cân cao nhất là bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu. Xem những điểm cân của anh Văn hôm nay không cân sao. Chừng chập chừng lắm. Đây toàn những hàng chợ này mua hết rồi. Đây, xe cân tăng bo này. Cái này bán bao nhiêu anh? Cái này 57 thôi. 57. À, 58. Đây. Đây chắc xe này là cân tăng bo này. À Tuấn Hải nhỉ. À 58k này các bạn. Dạ, yeah, cứ 560.000 cân vải ok nhỉ. Năm nào cũng như năm này thì tốt đấy. 58 này, Thanh Hà nhé. Đây cân cao hết này. Đây cân cao hết các bạn. Cân ngang với điểm cân của anh Văn như này thì điểm cân anh Văn hôm nay không cân các bạn. Hai hôm nay không mua nổi hàng rồi. Sáu đâu à? Sáu đâu à? Bảy đồng. Bảy đồng à? Bảy mươi không? Bảy mươi, bảy mươi. 58-60 các bạn. 58-60. 70. Đây cái xe cóc là cân ở cây xăng các bạn. Đây khu cây xăng biển nhá. Một bên là ngân hàng Agribank kìa các bác. Một bên là ngân hàng biển Agribank nhá. Ôi dồi, bán đi bán phở thôi. Bán một chuyến rồi, còn một chuyến này, một chuyến á, nhưng mà giá nó 47 đó. Giá 47 rồi á? Tháng bán 50. À, xe hàng kia bên kia nó ngồi đấy. Em bên đây bên kia cao này. Được ít rồi à? Ít rồi thôi. Được ít rồi à? Đừng to, đừng to. Các bạn, cái xe cóc này cân rất dễ này. Cân rất chi là dễ, cái vải thiều Lục Ngạn, vải muộn ấy, là cân dễ lắm. 35, 37, 38, 40, vải xấu lắm. Cái vải thiều Lục Ngạn ấy nó chàm xấu lắm, mà vẫn được 37, 38, 40 nghìn các bạn. Đi ơi. 38. Em mua phiếu cái này. Có phiếu. Vài nó 38k rồi. 38k được rồi. 38k được rồi. Ôi giời. Duyên Liên này các bạn. Duyên Liên 38k vải thiều Lục Ngạn đấy nhá. Cái này được cái nó dễ. Dễ mà nó vắt ra như kia kìa. Đúng rồi, mình ví dụ như mà bán 40 hoặc là 42 như nó vặt sơ ra gì tính gì. Mình chọn những cái điểm như vậy mình bán nó sẽ hợp lý hơn. Cái này chắc cao hơn này. Cái này của Thanh Nhà này. Hàng này là 38k các bạn. Ui giời ơi, vải đắt như tôm tươi. Vải đắt hơn vàng rồi các bạn. 38k, vải xấu nhất. Một vải thiều Lục Ngạn nhá. Cái vải thiều Lục Ngạn vải chính vụ công nhận dễ bán các bạn. Xấu mù thì 38-40 nghìn một cân các bạn. Loại xấu nhất là hôm nay em xem trong xấu là 37 nhá. 37 là thấp nhất. 37 thấp nhất của cái vải thiều Lục Ngạn này. Loại xấu nhất rồi. Còn loại vừa vừa đẹp vừa vừa thôi, vẫn là hàng chợ thôi mà bán được 40 các bạn. Chính đỏ vải dễ bán.
Điểm cân của anh Văn hôm nay không mua nổi các bác nhá, không mua nổi, hàng chợ dập tắt hàng Mai Trần Đông rồi. Dập tắt hàng Mai Trần Đông rồi. Bây giờ là em quay cho các bác một số xem cái xe cóc này. Vải muộn này. Rồi các bác này. 35k này. Xanh chưa này bán 3 đồng cũng phải 3 đồng. Giá rồi. 3 đồng. 3 đồng các bạn, cái vải xanh xấu thế 3 đồng không chịu. 30k nữa không phải là 3 nghìn đâu. Ồ, vải đặt như vàng này các bạn, vải này. Là 38 đen xì. Đấy các bác ạ, 6 mù đen xì như vậy 38-40k 1kg nhá. Giá bao nhiêu đó? Đây, hàng hơi đẹp đẹp một tí là 45k này các bạn. Đó, khá là ok nhá. Được, quả sạch. Bè cái bên dưới này. Em ở bên dưới này cũng để sáng này phải không? 45k này. Vải quá dễ bán các bạn. Đây vải, nói chung là cái vải theo đồng gạn này xấu lắm. Mà bữa 38-40k các bạn. 38-40k cho vải. Chứng tỏ khá được giá các bạn. Rất dễ bán, cực dễ bán. Cái vải thiều lục ngàn ấy, vải muộn, vải chính vụ ấy các bác ạ. Ở ngay cây xăng này là những cái điểm cân xe cóc kia, họ cân như kia, họ xếp ra, họ xếp xuống đất kia luôn kìa. Họ cân hàng chợ là cao nhất là 50 các bạn. Cao nhất là 50 cái vải thiều muộn nhé. Đấy, và thấp nhất là 37-38. Thấp nhất là 37-38 của cái vải thiều lục ngạn, vải chính vụ nhé. Còn cái vải Thanh Hà thì 57-58-60. Thấp nhất là 50 coi nhá. Thấp nhất là 50 ở cái vải Thanh Hà. Cái giá bao nhiêu? Cái này vải muộn. Và cái vải muộn nó ra nó có bao nhiêu vải đâu à, các bác cho anh em ở đây toàn chờ giá thôi, còn bán thì rất dễ bán các bạn, chỉ chờ giá thôi, còn là các bác đòi thêm giá thôi, dễ bán lắm. Cái vải thiều lục ngạn này dễ xấu đèn thế mà bán 38-40k, 45k, 50k cái loại đẹp đẹp sạch sạch là 50k thôi nhé. 50k cái vải thiều lục ngạn đó, vải muộn đó. Thanh Hà vẫn đứng đầu bảng, Thanh Hà vẫn đứng đầu bảng 65 các bạn, vẫn 65. Thanh Hà đẹp vẫn cứ 65 các bạn. Thấp nhất là của Thanh Hà là 50 các bạn, thấp nhất là 50. U hồng đúng không ạ? Em cân của Dương Loan 35k u hồng này. Được, ok nhá. Yeah. Quả bé. Cái này là sai quá. 35k là quả nhỏ. U hồng nhá. Không hề rẻ tí nào các bạn. Rất dễ bán luôn. Đấy, rất dễ bán các bạn. Rất dễ bán nhá. Thích bán là bán được rồi, không cần lo cái gì cả. Rất là dễ bán. Đặc biệt là cái vải thiều lục ngàn, cái vải chính vụ ấy dễ bán lắm các bạn. Dễ lắm.
quả nhỏ nhỏ tí, xấu rồi là xấu cũng được 37-38 nghìn. Thấy chưa, bán vải úp sòn luôn. Nhấc ra vù vù đúng không? Hết rồi, còn chúng hết rồi. Em chưa, em còn tấn hơn tấn nữa. Vẫn chưa bể hả? Chưa, nó xài quá là đã chín được đâu, chết giá. Thanh nhà em. Vâng, thanh nhà. Thấy chưa, các bác bán vải rất sướng như đúng không? 40 cào cần vất lầm lầm. Các bác mà đi vào những cái hàng shop chẳng hạn đây là nó sẽ vặt ra rất nhiều các bạn. Cái này nó trừ tạ trừ 4 cân các bạn, tạ trừ 4 cân thôi mà không phải vặt nhé, không vặt đấy, cái vải thiều lục ngạn ấy, vải muộn ấy. Rất dễ bán. Rất là tuyệt vời. Bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? 55 à? Này nó cái giá nó trứng trứng như này thôi. Hôm nay giá như này thôi. 55 các bạn. Được rồi. Vừa bát pháo với chai bia. 55k các bạn. Vải Thanh Hà nhé. Vải Thanh Hà này. Cái này cân được nhiều không? 55k thì nó không được tươi đâu. Vì cái hàng gọi là hàng có 60-65 mới tươi lắm. Hàng đấy nó loại 1 65k. Dương Loan là 40k, vải thiều lục ngạn này. Vải muộn nhá. Đâu. Ôi trời ơi. Đẹp bên này á. 35k. Đẹp thế này vẫn được 35k thôi nhỉ. Hết hơi nổi này. Sợ thật. Cứ tên là vải là được rồi nhá. Năm nay ấy. Cứ tên là vải là có tiền rồi. 35-40 này nó loại xấu nhất 35k. Quay vải nhìn chán chết được. Xem ở trong sổ rồi các bạn ạ. Thấp nhất là đầu 3 nhé. Còn 35-38 rồi đây đâu. Vải theo lục ngạn, vải muộn đấy các bạn. Đẹp xì luôn. 35-38k-40k. Rất dễ mua, rất dễ bán các bạn. Mời các bác lên điểm cân bên trên chỗ bưu điện đóng sắt, điểm cân của anh Văn, điểm cân của anh Văn 2 hôm nay không mua được hàng các bạn, không mua nổi hàng nhá. Bán bao nhiêu ấy? Bán bao nhiêu ấy? 59 này. Ông chờ 60 cho 59. 59k này. Hiền miến 59k. Vải đây, vải Thanh Hà đây các bạn. Đẹp vẫn cứ 59-60-65 các bạn. Vẫn cứ được giá các bạn, không hề rẻ các bạn nhé. Hàng đẹp tươi là vẫn được giá. Úi giời ơi, làm gì đắp nhiều lá này đây. Bao nhiêu rồi? Dưới này đồng số ra chứ? Đang tuyệt giá. Chỉ 60, đây nó cần. Giá bao nhiêu? 55 như thế nào? Đẹp cân của Hiền Miến này cân khá cao các bạn. Cân cũng khá cao. Đây Hiền Miến này có cái biển các bác ơi. Hiền Miến chứ không phải Hiền Miến. Phải xuất khẩu, thu mua xuất khẩu cho xuất khẩu nhá. Số điện thoại đây các bác ơi. Có nào cần số điện thoại, có số điện thoại đây nhá. Dừng video lại để lấy số điện thoại nhá. Bán cái đấy bao nhiêu? 55. Hả? 55k. 6 đồng, tròn 6 đồng. Nó nhỏ ông cháu nó sợ. Tròn 6 đồng nè. Chị ở đây 90. À đây ở trường 90. Đường sau đi đội mũ bảo hiểm bé đấy chứ. 55-60 chị à, 59-60 các bạn. Nói chung là hàng đẹp vẫn giữ đứng giá, hàng đẹp vẫn đứng giá.
cao nhất là trong sổ là 65 các bác nhé, cao nhất trong sổ là 65 em nhìn rồi. Thì một số các bác anh em bảo quay sổ thì em không thể quay được nhé. Cái lý do quay về sổ thì còn nó liên quan đến anh em thương lái người ta đem sang cái nơi người ta bán đi thì nó khó cái việc của người ta. Thế cho nên cái việc quay được hay không ấy thì còn do người ta cho mình quay được phép quay thì mình mới được quay các bác ạ, chứ không phải là thích quay mà quay được đâu nhé. Mong các bác xem video thông cảm, cứ quay giá vé và quay người đi bán hàng như vậy là chuẩn 100% rồi, là báo giá cho các bác như vậy là ok rồi nhé. Rất nhiều xe cóc cân các bạn, rất nhiều xe cân. Nói chung người nhau các bác đi bán vải năm nay nhàn, không phải chờ đợi. Vâng, không phải chờ đợi. Đây à, hảo đó. Đẹp. Còn nhiều không? Làm này vớ rồi. Hả? Bao nhiêu? Đó vâng, mời các bác lên điểm cân của thằng tàu này nhé. Thằng cân điểm tàu này là cân cạnh ủy ban xã Biển Động này, bên tay phải nhé, hướng trên Sơn Động đi xuống này. Cân rất cao nha các bạn, mời các bác theo dõi nhé. Bao nhiêu? 60 à? Đăng Thắng này, 60k và Thanh Hà này. Ok nhỉ, có ông nào đứng 65-70 không? Xem hàng của ông như thế này thì nó leo đấy. Ông nào? Hiểu quá. Phiếu có nhà nào đây? Nhà hàng nào? Hả? À, thằng nào đi cho phiếu? Thằng nào viết phiếu? Có một mình khác. Đây, 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 đi cho ông chết. Làm lão, đi cho ông. Sao mấy đây? Mượn phiếu này, không ai. Mẹ chờ lúc này nhỉ? 62 này các bạn này, 62k này. Ông anh em nào đến 65-70 chưa? Bao nhiêu bác Trung? À, bao nhiêu anh? Tư này. Đâu? Bán sao nó bao nhiêu anh? 70. Xem phiếu cái này. 69. Sao mấy? Đâu mượn phiếu cái? 64k này các bạn, 64k này, phải Thanh Hà nữa. Rồi cảm ơn nhá, chúc mừng nhá. Năm nào cũng như năm nay, ok nhỉ. Cân khá nặng nhỉ, đàn hàng VIP không? Điểm cân đây, kem tàu. Bên nhà có ông nào được 70k chưa? Chưa thấy đâu à? 64-65 nhỉ? 64-65 các bạn. Sáng là cân mấy chuyến 68. Rồi, vào đến đâu rồi. Cho thêm đi. Hả? Quá cha đỏ đây, bao nhiêu cân? Hả? Thêm đi. Có phải 6 chưa đâu. 60 à? Chưa trừ bao nhiêu cân? Cả là người ta bán cho 60. Con này anh bảo trong kia anh xem bảo với lại người ta kìa chứ em bảo ngoài này 60k. 60k. Nhưng mà khổ quá đâu. Từ cái này à. Đã đóng cái này này hết phe đi. Hỏi cái người bán rồi. Đấy, người bán rồi xem nó trừ bao nhiêu cân. Vài đắp này trừ ít thôi chứ nó là vài đắp trừ nhiều thì giống rồi. Cao lắm các bạn, cần khá cao rồi. Cao đấy. 65k này. Rồi nhá. Rồi chúc mừng nhá. 65k. Được nhá. Cái này sạch này. Nó sạch. Qua đời mà nó sạch. Quả rất sạch các bạn nhìn. 65 này. 65k nhá. Tại trung tâm ủy ban xã Biển Động nhá. Ngay cổng ủy ban xã Biển Động thôi. Cái xe cân tăng bo cho tàu này. Cân này, xe tăng bo này. Cân mạnh lắm, cân rất mạnh nhá, quá tuyệt vời luôn. Toàn đầu 6 rồi các bác nhá, toàn đầu 6 nhỏ lên rồi. Lúc nãy có 3-4 sọt 68 các bạn, em không kịp quay nhá. Em không quay có nghĩa là đến 68 là cao nhất các bạn, 68 cao nhất rồi. Đấy, còn vải Thanh Hà nhá, còn xuất khẩu nhá. Còn đa số là 65-60, thấp nhất là 60 các bạn.
Điểm cân này cân được giá thấp nhất là 60. Đây các bác này. Quá tuyệt vời luôn. Đồng cái giá bao nhiêu ấy? 50 à? 50 à? Tạ tạ. Ba tạ chứ cùng. Cái dần dần lo gì. À, cái giá hôm nay rất chi là bình ổn giá nhé. Vẫn khá cao. Nếu mà so với ngày hôm qua hôm kia thì điểm cân này cân khá cao các bạn. Cao nhất là 68k 1kg vải Thanh Hà xuất khẩu các bạn nhé. Tại trung tâm ủy ban xã Biển Động này. Đây cái xe cao đỗ cân ở đây. Cân tăng bo. Đây là điểm cân tăng bo các bạn nhé. Cân cao lắm. 68k thấp nhất là 50 nhé. Thanh Hà thấp nhất là 50. Và vải thiều lục ngạn vải muộn ấy là thấp nhất là 35k các bạn nhé. Thấp nhất 35k, loại xấu nhất là 35k, còn vải thiều muộn ấy là nếu mà cái loại đẹp đẹp là 45 và 50 các bạn nhé. Cũng chưa được đẹp lắm đâu. Đấy thông báo giá lại như vậy để cho các bác anh em xem kênh thì các bác biết giá và nắm được cái thị trường giá cả hàng ngày như vậy. Vâng, các bác xem video thực sự thấy hay hữu ích cho xin like, đăng ký, chia sẻ cho kênh thương hiệu Lục Ngạn TV nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bác.